Bài 2: Âm thanh. Âm thanh được tạo nên khi một vật gì đó rung động và không khí xung quanh nó cũng rung động. Ví dụ, khi ta chơi đàn thì dây đàn rung động. Dây đàn rung động làm cho không khí xung quanh nó cũng rung động theo. Những dao động lan truyền trong không khí dưới dạng các sóng âm. Chúng ta không nhìn thấy sóng âm nhưng ta có thể nghe thấy chúng. Một ví dụ khác về sự rung động của âm thanh. Nếu ta đặt tay vào cổ khi nói ba, ta có thể cảm nhận được dây âm thanh rung động và ta cũng có thể nghe thấy âm thanh đã được di chuyển từ dây thanh qua khoang họng, khoang miệng và ra không khí quanh đầu về đến tai. Về mặt vật lý, âm thanh biểu hiện bằng ba đặc tính: tần số, cảm nhận độ trầm bổng của âm thanh, cường độ, cảm nhận độ lớn nhỏ của âm thanh, trường độ, cảm nhận độ dài ngắn của âm thanh. 2.1. Tần số. Khi một vật rung động chậm sẽ tạo âm thanh có tần số trầm. Khi ta đập vào mặt trống, tấm da rung động chậm và tạo nên âm trầm. Khi một vật rung động nhanh sẽ tạo nên một âm thanh có tần số cao. Khi ta đánh một cái chuông nhỏ, kim loại rung động nhanh và tạo nên âm bổng. Ta đo lường tần số của âm thanh bằng việc điếm số dao động trong một giây. Đơn vị đo tần số là hẹt. Ví dụ, tấm da của cái trống lớn có thể rung động 100 lần trong một giây. Ta nói tần số của âm thanh này là 100 hẹt. Tấm kim loại của cái chuông nhỏ có thể rung động 2.000 lần trong một giây. Ta nói tần số âm thanh này là 2.000 hệt. Ta thường có khả năng nghe được âm thanh có tần số trầm lớn, 20 hệt, và âm thanh có tần số cao với 20.000 hệt. Thông thường, ta biểu diễn tần số trên một thang quảng 8. Thang quảng 8 là một thanh lô ra rít sử dụng như quy ước của âm nhạc. Ở thang quảng 8 mở rộng này, chúng ta có thể so sánh khoảng nghe được khác nhau ở động vật. Khi xét những đặc điểm của âm thanh liên quan đến khiếm thính, chúng ta thường chỉ xem xét giải tầng chứa đựng lời nói của con người. Ví dụ, về giải tần số của các âm thanh lời nói khác nhau, phụ âm, S và M, âm thanh trầm nhất của lời nói có tần số khoảng 250 Hz và âm thanh cao nhất của lời nói có tần số khoảng 4.000 Hz. Có những âm thanh thấp hơn hoặc cao hơn trong khoảng giải tầng nói trên nhưng để nghe và hiểu được lời nói chúng ta không cần thiết phải nghe những âm thanh đó có tần số thấp hơn hoặc cao hơn đó. Hệ thống điện thoại chỉ cho phép giải tầng trong khoảng từ 500 hệt đến 3.500 mà thôi. Nhưng chúng ta không có khả năng gì trong việc hiểu lời nói và nghe qua điện thoại. Chúng ta không thể biểu diễn chính xác tần số của âm thanh, lời nói, vì mỗi một âm thanh lời nói đều chứa đựng một giải tần số. Tuy nhiên, ta có thể biểu diễn trên sơ đồ bằng một khoảng nhảy tầng của âm thanh lời nói. 2.2 Cường độ Khi ta đập vào mặt trống, mặt trống rung động với biên độ lớn, chúng ta nghe được âm thanh rất lớn. Nếu chúng ta chỉ gõ nhẹ vào mặt trống, mặt trống rung động với biên độ nhỏ, chúng ta nghe được âm thanh nhỏ. Đơn vị đo cường độ âm thanh này là decibel. Tai bình thường có thể nghe thấy âm thanh nhỏ nhất là 0 decibel. Âm thanh lớn cường độ 140 decibel có thể làm đau tai. Chúng ta có thể biểu diễn cường độ âm thanh trên một thang sau đây. Chúng ta có thể kết hợp thang biểu diễn tần số và thang biểu diễn cường độ với nhau để tạo thành một biểu đồ, trong đó biểu diễn hai đặc tính của âm thanh. Trong biểu đồ này, phần màu vàng biểu diễn phổ lời nói. Nếu hai người nói chuyện với nhau một cách bình thường và nếu ta đo tần số của lời nói về đo cường độ nói của họ thì ta sẽ thấy đa số âm thanh ở trong khu vực màu vàng. Âm thanh to nhất của lời nói có cường độ khoảng 60-70 decibel và âm thanh nhỏ nhất của lời nói có cường độ khoảng 20-30 decibel. Chúng ta không thể xác định chính xác điểm biểu diễn cường độ của lời nói bởi vì cường độ giọng của những người khác nhau trong các tình huống là khác nhau. Biểu đồ trên sử dụng điểm ghi kết quả đo thính lực gọi là thính lực đồ. Chúng ta biết rằng Tai người có thể nghe được những âm thanh trong giải tần số từ 20 hệt đến 20.000 hệt Bạn có thể tự hỏi tại sao trục biểu diễn tần số của hính lực đồ lại giới hạn từ 125 hệt tới 8.000 hệt Khi kiểm tra hính lực, điều quan trọng nhất là kiểm tra xem người đó có nghe được âm thanh lời nói hay không. Tất cả âm thanh, lời nói của con người có tần số nằm trong khoảng giải tầng trên của hính lực đồ. Nên nhớ rằng, chỉ cần nghe được trong khoảng giải tầng từ 250 hét đến 4.000 hét đã có khả năng nghe được toàn bộ lời nói 2.3 trường độ âm thanh có thể khác nhau về trường độ một âm thanh có thể có trường độ bằng phút, bằng giờ hay thậm chí là bằng năm âm thanh của thác nước đổ có thể là một âm thanh liên tục có trường độ đến hàng ngàn năm mà khác có những âm thanh có trường độ rất ngắn tiếng súng nổ Từng âm riêng biệt của lời nói thông thường có trường độ rất ngắn, chỉ bằng khoảng vài nghìn giây. Câu hỏi thảo luận 1. Âm thanh được tạo nên như thế nào? Anh chị biết gì về âm thanh? 2. Đơn vị đo tần số là gì? Đơn vị đo cường độ là gì? 3. Tại sao trục biểu diễn tần số của thính lược đồ đã giới hạn từ 125 hệt đến 8.000 hệt? Ta bình thường có thể nghe thấy âm thanh nhỏ nhất là bao nhiêu decibel? Câu hỏi ôn tập 1. Khả năng nghe được âm thanh của tai người như thế nào? 2. Âm thanh trầm nhất của lời nói có tần số khoảng bao nhiêu hệt? 3. Âm thanh cao nhất của lời nói có tần số khoảng bao nhiêu hệt? 4. Âm thanh to nhất của lời nói có cường độ khoảng bao nhiêu decibel? 5. Âm thanh nhỏ nhất của lời nói có cường độ khoảng bao nhiêu decibel? 6 trường độ âm thanh được đo như thế nào? Tài liệu tham khảo 1. Quà tặng của tổ chức International USET năm 2000 Nghe ngay, nghe hay, viện tai mũi họng trung ương 2. Website hoặc quay web chấm edu vn 3. Theory Sáng Niên 1984 sau The Young Sáng Tịch investigate Oxford